Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Nói Xấu RB Nguyễn. Nghe tin chị Bi có chồng thì tụi em rất là vui. Tại vì em nghĩ là chị Bi không có chồng được. Nhưng mà cuối cùng thì cũng có người hốt chị Bi. Nên tụi em rất là vui. Những ngày đầu mà em mới tới công ty thì em rất ghét chị Bi luôn. Đó, nhìn mặt đánh đá đúng không? Đúng rồi, nhìn mặt rất là ghét. Lúc đầu thì em mới gặp chị RB thì cũng giống như bạn này á. Thì rất là không phải ghét đâu, không tới mức ghét nhưng mà không thích. Tại vì chị rất là đanh đá. Nhưng mà khoảng 2-3 ngày sau thì bắt đầu thấy chị dễ gần dần. Chị Bi kiểu như thương mấy em á, hay dẫn đi ăn rồi các thứ. Lâu về dài thế chị Bi rất là hòa đồng nè, lầy và thương hơn. Kiểu như là thương mình như em gái mình vậy á. Hi, xin chào mọi người, em là Xuân Hiếu, em của chị Xuân Huệ. Hôm nay chị ba em cưới chồng cũng là ngày vui của tất cả gia đình em. Riêng em chúc cho chị ba của em hạnh phúc trăm năm bên anh Ốc Tiêu. Và xin nhiều cháu chị bồng. Cưới chồng rồi, yeah! Chân ngại ơi! Một cái đám cưới được chào đón như là một đám cưới của showbiz Việt, như là Đông Di và ông Cao Thắng. Con trăm năm hạnh phúc, mấy chị sinh mất tụi con riêng, mấy đó hạnh diện, mấy đó hạnh phúc luôn. Huệ và Sen cầu chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Lần đầu tiên này xin cảm ơn Zip Production đã cho em một cái video rất là ý nghĩa. Hồi nãy đứng dưới đây rất là cảm động, khóc ướt nước mắt, nước mũi chảy tì le hết. Giờ không biết nói sao hết. Cảm ơn Zip rất là nhiều để giúp hai vợ chồng em trọn vẹn từ ngày hôm qua tới hôm nay. Mình không nghĩ người yêu của mình lại vợ mình, người yêu và là hiện vở hiện tại của mình lại sau tất cả những gì mình trải qua 4 năm qua thì mình cảm thấy là ngày càng yêu vở hơn. Và một cái nữa là mình cũng cảm ơn toàn bộ ekip hôm qua đến giờ đã hỗ trợ vợ chồng mình hết sức để hoàn thành trọn vẹn cái lễ cưới ngày hôm nay. Ok rồi.